Trước khi mà bắt đầu á thì bật mí với cả nhà là chương trình Bắt Kẹt Inside sẽ có một cái mini game. Và mini game liên quan tới cái thông điệp đầu tiên mà Sĩ Bay gửi trong Bắt Kẹt Inside, đó là ai mới là Tuấn Real. Nhìn qua một xíu về thị trường ha, thì dù mới là một cơn sóng tăng đầu tiên của thị trường crypto vào mùa này thôi, thì anh em thấy là crypto tăng từ tháng 10 năm 2023 cho tới khoảng tháng 3 là khoảng 5 cho tới 6 tháng. Nhưng mà rất là nhiều anh em đã bắt đầu thay đổi vị thế nhờ crypto, nhờ Airdrop hay là nhờ những công việc trong ngành crypto. Ngoài ra thì thời gian vừa qua thì dòng tiền từ các quỹ đầu tư vào crypto đã liên tục tăng, cũng như là công việc trong ngành crypto cũng đang tuyển với mức lương rất là cao. Đây chính là cơ hội cho nhiều anh em có cái ý định là mình thay đổi cái công việc truyền thống của mình để mình dành thời gian đầu tư crypto, hoặc là mình làm việc full time tại một công ty crypto nào đó. Thì đa số cộng đồng của mình á, thì cả nhà đương nhiên là cả nhà sẽ có một cái công việc chính và crypto chỉ là một cái việc phụ thôi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta chuyển sang làm crypto full time thì nó rất là rủi ro. Vì vậy cho nên là hôm nay Johnny đang mời một anh, à không, hai anh, là hai anh này đều tên là Tuấn, và một anh làm trong thị trường crypto part time, tức là anh Tuấn này ảnh vừa có một công việc khác và ảnh vừa có một công việc bên dưới ra. Còn một anh là làm crypto full time, thì anh này ảnh sẽ dành toàn bộ thời gian để đầu tư crypto cũng như là nghiên cứu cho một cái quỹ đầu tư cụ thể là ZBay. Và với cái sự tham gia của hai anh Tuấn ngày hôm nay thì Johnny hy vọng là cả nhà sẽ có cái góc nhìn thực tế hơn với việc là chúng ta có nên bỏ công việc truyền thống để vào đầu tư crypto không nhé. Chắc là chúng ta sẽ bắt đầu mini game thôi ha. Johnny thấy đông đông rồi nè. Mini game của ngày hôm nay đó là sẽ thưởng hot nhất, token hot cho một bạn nào trả lời nhanh nhất và chính xác nhất cho câu hỏi là trong hai anh Ly Tuấn và Tuấn TV thì theo cả nhà ai là người đầu tư crypto lâu hơn. Ok, cả nhà có thể trả lời với cú pháp ở bên dưới trong cái phần Ziba Inside, Blockchain Inside đó, là Ly Tuấn hoặc là Tuấn TV nhé. Bạn nào trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì sẽ được hưởng hot bởi admin bên mình ha. Thấy khá là nhiều comment, để cho Johnny xem ai là người comment đúng nè. Chắc là chắc xin nhường lại nick cho anh Tuấn TV đi. Chắc nhờ anh trả lời cho cộng đồng câu hỏi này thử coi là giữa hai anh thì anh nào tham gia thị trường lâu hơn. Để mình trao thưởng trực tiếp luôn anh ha. Ok, em xin mời anh Tuấn TV. Hello, hello mọi người. Chắc là Tuấn sẽ trả lời trước khi mà tới cái buổi chia sẻ ha. Thì Tuấn tham gia thị trường vào tầm tháng 9 2017. Ở đây cái thời điểm là thôi trung tâm 2017 là 20.000 đó mọi người. Tuấn biết ơi, à không, anh Lý Tuấn ơi, anh có thể cho mọi người biết là anh đầu tư thị trường crypto từ khi nào không? Xin chào mọi người, thì mình là Lý Tuấn. Thì về câu hỏi của Johnny thì mình bắt đầu tham gia thực sự vào market từ tầm khoảng tháng 2 năm 2020. Tức là trước đó thì từ năm 2017 thì cũng biết đến crypto và Bitcoin, nhưng mà để thực sự mà bỏ tiền vào để mà chơi và đầu tư thì từ đầu những năm 2020. Dạ, vậy là sau anh Tuấn đúng không ạ? Vậy thì xin chúc mừng bạn NIR ha. Sorry bạn không biết phải đọc tên như thế nào. Nhưng mà bạn đã trả lời chính xác câu trả lời này rồi. Và có thể là bạn cũng là một người theo dõi dưới bay khá lâu chẳng hạn. Thì cũng sẽ biết là anh Tuấn TV đã đồng hành cùng với Zipa từ những ngày đầu rồi. Ok, vậy thì chắc là để cộng đồng hiểu hơn về anh Tuấn TV cũng như anh Ly Tuấn, thì em xin nhường mic lại cho anh Tuấn TV. Anh có thể giới thiệu sơ qua về bản thân, ngoài cái việc mà anh đã tham gia thị trường rất là lâu từ 2017 thì anh đang đảm nhận vị trí gì tại Zipa và điểm mạnh của anh trong thị trường crypto là gì anh ha? Ok rồi đi. Thì hello mọi người, thì chắc là mọi người cũng đã biết Tuấn ở trước đó rồi. Thì trước đó Tuấn cũng tham gia nhiều trên YouTube. Tuy nhiên thì trên Telegram thì chắc là đây là số đầu tiên mà Tuấn tham gia cùng với lại anh Lý Tuấn và bà Johnny ở cái số này. Thì chắc là Tuấn sẽ giới thiệu về Tuấn một tí xíu. Như khi nãy thì Tuấn có chia sẻ thì Tuấn biết về thị trường và tham gia thị trường vào chính xác là hồi tháng 9 2017. Thì lúc đấy thì vai trò mà Tuấn tham gia thì chỉ là về MMO thôi. Tại vì Tuấn xuất thân từ Dev, nên là cái việc mà tiếp cận và thị trường cũng như là về MMO thì sẽ rất là dễ dàng với cái chuyện mà tiếp cận. Và lúc đầu thì tâm thế mà tham gia thì Tuấn chỉ tham gia theo hướng là retroactive và Europe ở thời điểm đó thôi, chứ không có bỏ tiền đầu tư ở thời điểm đó. Và đâu đó gần 2 năm, phải tầm 2 năm mà Tuấn đang làm dev và biết về thị trường mà làm á, thì Tuấn mới xác định là
bỏ công việc hiện tại và xác định làm crypto full time. Và chính thức thì Tuấn đến với GFI thì từ đầu năm 2019, là lúc đấy thì Tuấn đã có một công việc ở full time tại crypto rồi. Mà nếu như là thời điểm đó và mọi người có follow GFI từ những ngày đầu thì cũng sẽ biết được là Tuấn làm CM cho một cái sàn giao dịch ở Bbox, một sàn về AI, thì cũng là một công việc full time về crypto đầu tiên của Tuấn là làm về CM. Và hiện tại thì đến giai đoạn thì Tuấn cũng trải qua rất nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên thì ở hiện tại á, thì Tuấn đang là investment manager tại 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 GFI. Thì ngoài ra thì Tuấn cũng đang phụ trách về cái việc mà phát triển nội dung cho GFI Blockchain. Tất nhiên thì sâu bên trong thì sẽ có rất là nhiều cái công việc cũng như là rất là nhiều cái kỹ năng bên trong nữa. Tuy nhiên thì những cái chính thì Tuấn giới thiệu sơ lược để cho mọi người nắm. Và về cái việc mà chia sẻ này thì Tuấn nhớ là hồi 2021 tầm tháng 11 hay 12 gì đó, Tuấn có chia sẻ tại một cái series của Community Insight trên YouTube rồi. Và nếu như mọi người follow thì cũng sẽ biết thì đến đó thì Tuấn cũng sẽ chia sẻ theo cái kiểu như cũng theo câu chuyện như thế này ha. Dạ ok. Bật mí cho cả nhà mà mọi người chưa biết á, vị trí CM mà anh Tuấn có nói là Community Manager, có nghĩa là sẽ quản lý cộng đồng và thường là chat với cộng đồng này, hỗ trợ cộng đồng này các kiểu ha. Còn cái vị trí hiện tại mà anh Tuấn đang nắm tại GFI là Investment Manager, có nghĩa là anh Tuấn đang quản trị luôn cái phần investment cho quỹ đầu tư của GFI. Đấy, thì cho cả nhà nắm. Đó là cái vị trí của anh Tuấn TV ha. Rồi, bây giờ chắc là em xin phép mời anh Lý Tuấn giới thiệu một xíu về bản thân. Nói chung là có rất là nhiều fan của anh Tuấn đang trông chờ, tại vì rất là ít khi thấy anh Tuấn xuất hiện trên màn hình đó. Thì hôm nay thì sẵn anh Tuấn xuất hiện thì mời anh Tuấn phát biểu luôn anh ha. Xin chào mọi người. Thì như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì mình là Lý Tuấn, hiện tại thì mình đang đảm nhận vị trí Community tại GFI. Thì công việc hàng ngày của mình thì mọi người có thể hiểu đơn giản là mình là admin của các cộng đồng group ở các kênh social media của GFI và phụ trách việc trực tiếp support các bạn ở trong các group cũng như là ở trên các kênh truyền thông của GFI. Thì ban nãy thì Johnny cũng có hỏi thêm thì vị trí và giới thiệu bản thân đúng không? Thì như đầu chương trình thì Johnny cũng có giới thiệu anh, thì hiện tại thì mình cũng đang làm với công việc là part time thôi. Thì ở bên ngoài thì mình cũng có một công việc ở ngoài truyền thống nữa. Thì hôm nay cũng sẽ chia sẻ cái góc nhìn dưới của bản thân tới mọi người, thì cũng hy vọng mọi người nhận được nhiều giá trị ở trong cái câu chuyện của mình. Anh hết rồi. Dạ, em cảm ơn anh Tuấn, anh Ly Tuấn. Ok cả nhà ở đây thì Johnny muốn hỏi cả nhà có biết tại sao Johnny lại đặt cái tiêu đề là ai là Real Tuấn không? Thì cái này nó xuất phát từ một câu chuyện khá là không biết là vui hay là đau khổ của anh Tuấn TV, nhưng mà chắc là em nhờ anh Tuấn, chắc là anh Tuấn kể một câu chuyện ha, về cái sự mà không phân biệt được giữa Tuấn TV và Ly Tuấn, thì chắc em nhờ anh Tuấn kể đi cho nó chi tiết. Ok, thì cái này là câu chuyện vui thôi, chứ thật ra thì bản thân mình sẽ không có trách quá nhiều về những anh em, tại vì như thế này thì cái việc mà mình á mình tham gia cùng GFI thì những cái đầu đi thì có thể là ở giai đoạn đó thì sẽ có nhiều anh em biết mình. Tuy nhiên thì về sau á thì có rất nhiều công việc phía sau thì mình phải 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 lui phía sau và mình hỗ trợ về cái phần việc rất nhiều phía sau, nên là mình tạm thời mình lui lại. Nếu như mà như hồi nãy mình có chia sẻ, nếu như mà anh em nào mà có follow mình trước đó thì cũng sẽ biết là ở thời điểm 2021 thì mình xuất hiện và đến hiện tại cũng đã 3 năm rồi mình không xuất hiện trở lại. Thì gần đây thì mình mới xuất hiện lại những cái series về phân tích đầu tư, giải mã đầu tư trên kênh YouTube. Thì cũng có thể là nhiều anh em ở thời điểm 2021 2020 cũng có cái sóng vừa rồi á thì có thể là đã rời đi rồi, và những anh em nào OG thời điểm đó thì có thể follow về GFI thì có thể biết mình. Và cái việc mà Lý Tuấn chia sẻ về những cái kiến thức về những cái giá trị cho mọi người và mọi người biết nhiều đó thì một điều rất là mừng ha. Còn cái việc mà câu chuyện mà mọi người nhận nhầm á, chuyện đó bình thường, tại vì câu chuyện là chỉ biết là Tuấn thôi nhưng mà cũng chưa gặp mặt, tại vì anh Lê Tuấn ảnh ảnh trên 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 Twitter hay là trên cái social của ảnh thì ảnh lại không có show ra, thì nhiều khi anh em nhầm lẫn là chuyện bình thường, tại vì hai anh em là tên Tuấn mà.
Còn về cái câu chuyện nhầm ở đây thì mình tham gia rất là nhiều về cái meetup cũng như là những cái sự kiện offline của Chip A tổ chức. Thì có nhiều anh em cộng đồng thì cũng lại hỏi chuyện và cũng biết mình là Tuấn. Tức là câu chuyện ở đây là sẽ không hỏi trước mình là ai nhé. Tức là biết mặc định biết mình là anh là anh Tuấn đúng không? Tại vì mặc định trong đầu mọi người là mọi người nghĩ là mình Tuấn thì vô tình nó lại trùng khớp với lại là mình cũng là đang tên Tuấn. Thì mình bị một lần về cái như mình nhớ là một sự kiện của rebranding của Chip I thì phải, thì có một bạn cũng cũng theo Chip I khá là lâu thì bạn đấy được mời đến và cũng tương tác hiền qua ngồi tương tác nói chuyện với nhau cũng cũng bia đồ các thứ rồi chia sẻ về thị trường chia sẻ về những cái danh mục đầu tư xong chốt hạ là hỏi lại anh là Lý Tuấn đúng không, thì đó là khởi nguồn ha. Mình không biết bạn đó bữa nay có online hay không thì mình không biết và mình cũng bị nhiều rồi, nói chung thế này là mình quen rồi cũng 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 không có trách mọi người đâu ha. Thì lần gần nhất thì có một sự kiện cũng offline này tại tại Hồ Chí Minh thì cũng có một chị một bạn thôi chắc cũng chạy chạy của mình à. Thì cũng biết mình tên Tuấn xong rồi ăn uống rồi nói chuyện một hồi thì hỏi là Ly Tuấn hả đấy thì vẫn là nỗi đau đấy thôi vẫn còn đó thôi. thì vô tình thì lại mọi người lại 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 thấy cái đó là nó là một cái gì đó rất là ấn tượng của cả mình và cả anh Ly Tuấn nữa nên là hôm nay mới có một cái số như thế này ha. để lên đây đính chính lại cũng như là show mặt cho mọi người để mọi người về sau không bị nhầm nữa nhá. Ok thì đó là một câu chuyện vui thôi em chia sẻ thêm để cho mọi người có thêm nhiều cái câu chuyện giữa anh và Lý Tuấn ha. Dạ ok, em cảm ơn anh Tuấn. Cả nhà nhớ nha, cái anh mà cột tóc ra đằng sau á là anh Tuấn TV, thì nhà anh bán nghe nghe đồn là ngày xưa bán TV nên có tên là Tuấn TV đúng không ạ? Không, em cái này nó giỡn thôi. Còn anh Lý Tuấn thì cả nhà hay thấy là anh Lý Tuấn hỗ trợ trên cộng đồng CFI nè. Còn sắp tới thì Johnny và anh Johnny sẽ đẩy cho anh Tuấn TV lên YouTube nhiều hơn, thì cả nhà sẽ thấy anh Tuấn TV trên YouTube nhiều và cả nhà sẽ phân biệt được là anh Lý Tuấn là ai và anh Tuấn TV là ai. Rồi, bây giờ em sẽ vào cái chủ đề chính sau khi mà cả nhà mình phân biệt được anh Tuấn nào là anh Tuấn X, anh Tuấn nào là anh Tuấn TV nha. Rồi, đầu tiên thì em muốn hỏi hai anh là trước khi mà vào thị trường crypto á, thì hai anh làm gì và làm thế nào để hai anh tìm được cái thị trường này? Ok, anh Lý Tuấn, chắc là em mời anh nói trước ha. Ok thì anh sẽ nói sơ qua một cái hành trình của mình khi mà biết đến crypto. Thì như đã nói từ đầu chương trình thì anh bắt đầu bị mà dồn thực sự vào crypto từ đầu những năm 2020. Thì một cái sự tình cờ ấy, thì cũng như mình đoán là cũng chắc cũng phải 60-70% mọi người mà dồn vào crypto nó rất là tự nhiên. Thông qua như này thì hai cái dự án đầu tiên mình biết đến crypto là hai cái dự án coin đa cấp thì đình đám nhất thời điểm đấy ở Việt Nam thì mọi người có thể biết đến hai cái tên như là BTCV và DRK. Thì mình nói hai cái mã này ra thì chắc ở đây chắc cũng có người biết, những ai mà đã từng bị từng từng chơi và từng tham gia dự án này thì có thể comment xuống để xem là có cùng máu không hay không nhé. Thì thời điểm đấy thì anh bị mất khá là nhiều tiền vào hai dự án này. Thì sau đấy thì khi mà dự án sụp ấy thì mình bị mất nhiều tiền quá. Thì một lần tình cờ thì lại biết tới anh Hưởng và GFI, thời điểm đấy thì vẫn đang là GFS. Thì mình cũng có trò chuyện rất là tình cờ và cũng cảm thấy khá là may mắn khi thời điểm đấy biết và gặp tới anh Hưởng. Thì sau đấy thì anh Hưởng cũng chỉ bảo cho rất nhiều thứ từ mindset rồi từ cách đầu tư từ quản lý vốn. Thì sau một năm thì anh đã về bờ từ từ lúc mà bị thua lỗ hết sạch tiền từ hai cái các cái dự án đa cấp đấy. Thì sau đấy thì cũng có cơ duyên thì được làm việc ở trong GFS, sau này thì rebrand lại thành GFI. Thì đấy là cái câu chuyện của anh và ở trong này thì từ hồi vào đây thì anh được học hỏi và cũng như rèn luyện được nhiều hơn các khóa học bản đồ đầu tư. Thì sau khi học cái khóa bản đồ đầu tư khóa 1 của GFS tổ chức thì anh bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thị trường và cũng như là bắt đầu có những cái bài viết ở trên hai nền tảng chính là
group đầu tư gói tốt ở trên Facebook và cũng như chia sẻ ở trên Twitter cá nhân của mình. Thì trong vòng 2 năm qua thì chắc cũng viết khá khá bài, chắc cũng phải tầm hơn 200 bài viết, có nhiều insight ở trong đấy thì cũng được mọi người để đón nhận và ủng hộ. Thì hiện tại thì anh vẫn đang tiếp tục các cái công việc đấy như là một công việc thường ngày. Thì cái hành trình của anh nó ngắn gọn là như vậy. Về cái phần này thì chắc là em hỏi anh Tuấn một xíu, tại vì cái này sẽ là cái điểm chung của đa số các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường á. Thì cái anh Tuấn nhận thấy là cái phong cách đầu tư của mình trước khi biết đến GVET và sau khi biết đến GVET thì nó khác nhau kiểu như thế nào á? Cái phong Trước cách đầu khi tư. thì thời điểm đầu rút vào thị trường thì anh cũng như mọi người, cũng như các anh em newbie, cũng như các anh em anh chị em F0 thôi, thì cũng chẳng biết gì, nghe KOL nói con này ngon thì mua, rồi con kia ngon thì mua, hoặc là thằng bạn nói là mã này ngon quá thì mình mua, thì mình đầu tư tiền vào. Đợt đấy là có cái trò là đào đào coin, mua gói đào, tức là mình ném cả một cục tiền lốc vào để mua máy đào, sau đó là cứ mỗi ngày thì nó lại nhả cho mình một ít gọi là lãi, thì đánh vào cái lòng tham mà hưởng thu nhập thụ động của mọi người. Thì và anh nghĩ thì đợt đấy anh cũng bị có cái chưa có mindset đầu tư là phải đi dài với thị trường, cứ nghĩ là bỏ cục tiền vào đây đã rồi thì mình sẽ lấy lại nhanh x5 x10 thì mình rút, nhưng mà nó không đơn giản như thế. Thì xong rồi thì mình cũng như khá là đông trường hợp anh em dồn vào thì cũng bị mất hết, cũng bị mất tiền, mất và mất gần như là mất sạch luôn. Thì sau đấy thì mình biết đến GFI thì vào đây thì được học cũng như là đào tạo lại, training lại bài bản, thì mình thay đổi cái mindset đầu tư, thay đổi cái cách research dự án cũng như là cách quản lý vốn. Thì hiện tại thì anh đã thấy khác hơn, không chỉ thay vì là đầu tư trong ngắn hạn ăn sổi và ham giàu nhanh, thì bây giờ mình quyết tâm là mình đi dài với nó, đánh theo kiểu long term thì nó sẽ an toàn và bền vững hơn. Thì câu chuyện của anh là như vậy. Em cảm ơn anh Lý Tuấn đã chia sẻ câu chuyện của mình ha. Vậy thì còn anh Tuấn TV, không biết hành trình đầu tư của anh như thế nào mà anh kiếm được cái bến đỗ là crypto và sau đó là dế bay anh ha. Ok, nghe câu chuyện của anh Lê Tuấn cuốn quá. Ok, chắc là xin phép mọi người là cho chia sẻ một tí xíu, tại vì khi nãy thì Tuấn cũng đề cập rồi, thì thật ra thì Tuấn xuất thân từ dev chứ không phải là thuần về về đầu tư, không phải là kinh tế. Thì Tuấn có 2 năm làm gần 2 năm làm gần 2 năm làm về dev, tức là đi 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 code đó mọi người, đi code dạo lập trình đấy. Thì câu chuyện nó cũng cũng đến tình cờ thôi. Tại vì nếu như mà anh em ở đây có anh em nào làm về dev liên quan về 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 cơ sở dữ liệu hoặc là bên kỹ thuật á, thì gần như hơn 90% là sẽ biết về MMO, tức là kiếm tiền online á. Thì Tuấn cũng giống như những anh em trong cái việc mà bên IT thôi, là cũng sẽ đi kiếm một công việc liên quan về MMO để kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập thụ động. Tại vì thời điểm đó thì mình vẫn kỳ vọng là mình sẽ làm thêm, mình tận dụng thêm về những kỹ năng của mình. Tại vì làm dev thì cơ bản thì chỉ làm giờ hành chính thôi, còn buổi tối thì gần như làm free, gần như là rất là trống về cái khung giờ đó. Thì trong trong gần 2 năm làm việc và ở vị trí dev đó thì Tuấn cũng có tiếp cận về MMO. Thì như khi nãy thì Tuấn có đề cập thì tầm tháng 9 2017 Tuấn mới bắt đầu là tiếp cận về thị trường thông qua cái MMO. Và ngày xưa lúc mà tiếp cận á, là đi gõ captcha, nếu như mà anh em biết là gõ captcha. Captcha đây là giống như là khi mà mình làm một cái thao tác gì đó, mình login hay là mình xác minh cái gì đó, nó sẽ hiển thị lên một cái mã, một cái giải mã để mình gõ vô, đại loại như vậy. Thì captcha đó là quà truyền thống, còn captcha trong crypto này thì mình sẽ gõ và mình nó trả cho mình token đó. Thì cày, anh nhớ là công việc đầu tiên của anh làm bắt đầu là anh đi kiếm, là anh đi cày những cái đó và kiếm được tiền á, nhưng mà chỉ có đề điều là nó hơi ít thôi. Anh nhớ là anh gom đâu đó được vài tháng á, thì nó được đâu đó 50 60 đô. Và cú sốc đầu đời của anh khi mà anh dùng số tiền đó, không không phải bị mất tiền là đi bị scam hay là bị người khác họ 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 lấy đi cái số đó, hoặc là mình đầu tư thua lỗ, anh bị mất hết 50% số tiền đó vì cái phí giao dịch của Bitcoin ở thời điểm đó. Tại vì lúc mà anh nhận những cái token đó thì anh sẽ swap ngược lại là cái đồng Bitcoin và anh đưa nó lên sàn Coinbase. Thì anh nhớ lúc đó là anh chuyển lên Coinbase xong rồi á, anh rút ngược về Binance, thì lúc đấy nó bị chia làm hai, là mình rất là ngờ ngợ luôn, ủa
mình mới có 50 đô hơn mà tự nhiên mình rút một cái rẹt cái tự nhiên nó còn 25 đô thôi. Thì đó là một những cú sốc đầu đời của anh, và về phần kiến thức để biết được những cái đó là phải có được những cái kiến thức rất là cơ vững, mặc dù rất là cơ bản nhé, tại vì lúc đó mình mới tiếp cận mà kiếm tiền thôi chưa đủ. Thì sau đó thì anh mới tiếp cận dần về cái những cái hình thức về kiếm AirDrop và retro tip, và anh làm trong xuyên suốt trong cái thời điểm là gần 2 năm anh làm dev, tức là song song ban ngày anh đi làm ở công ty xong rồi ban đêm mà anh lại cài AirDrop, và ngày đó thì làm AirDrop rất là dễ và rất là ít thông tin để mình có thể tiếp cận được, và gần như những cái cộng đồng hay là những cái media tại Việt Nam thời điểm đó rất là ít, 2017 mà rất là ít luôn, đa phần là phải tự tìm kiếm những cái bên nước ngoài rồi những cái blog rồi dịch qua rồi các thứ kiểu vậy. Thì đâu đó tầm gần 2 năm, gần 2 năm thì lúc đấy thì anh cũng hơi nản cái công việc hiện tại của anh là về về dev, và lúc đó thì anh cũng có một số việc cá nhân nên là anh quyết định là anh nghỉ việc về dev. Lúc đó là anh chưa có một công việc chính thức về crypto nhé, anh chỉ nghĩ lúc đó là mình đã có thể tự động mình kiếm được tiền trong thị trường rồi và mình xác định mình nghỉ thì tới đâu nó tới. Lúc đó là một cái suy nghĩ rất là ngắn nhé, tức là mình không hình dung được là sau khi mình nghỉ là mình có được những cái lợi nhuận hay là những cái phần thu nhập hàng tháng nó ổn định được như vậy nữa không. Thì lúc anh nghỉ thì lúc đó thì tầm giữa 2010, từ anh nghỉ là tầm giữa 2018, giữa 2018 thì anh về nhà đâu đó anh làm freelancer về crypto đâu đó khoảng tầm 6 tháng. 6 tháng là đặt ra một cái target là bây giờ làm thế nào là hàng tháng vẫn có phải có chi tiêu. Và anh quyết tâm anh cày, anh làm đúng 6 tháng là mỗi tháng đều đặn, là nói chung là không nhiều nhé, mỗi tháng mình đặt kỳ vọng là trên tầm vài triệu để đủ sinh hoạt chi tiêu thôi. Lúc đó là anh nhớ là hồi giữa 2018 thì lúc đấy thì cơ duyên á, thì anh mới 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 có nói chuyện lại với anh Hưởng, tại vì anh và anh Hưởng là đã tức là biết nhau ở ngoài thôi chứ cũng không có về phần công việc nhé, tại thời điểm mà anh đi làm về dev hay như đâu đó. Chuyện chẳng qua là ngày xưa là anh có một cái gaming house, và anh thì cái thời điểm mà anh vẫn còn đi làm lúc đó anh còn nghiện game, thì lúc đó thì mấy anh em có biết nhau đó, thì biết biết là ở vai trò là một ông chủ và một người đi chơi game thôi đấy kiểu vậy. Thì tầm lúc anh về nhà rồi thì có nói chuyện với nhau thì cũng đã biết là hai anh em cùng cùng biết về thị trường và cùng cùng tham gia thị trường. Thì lúc anh về rồi, anh xác định anh về rồi á, thì lúc đó thì ảnh mới mới giới thiệu cho một cái vị trí về CM là Bbox. Thì thời điểm đó thì mọi người cũng đã biết là sàn Bbox là một sàn giao dịch, và làm CM thì mình sẽ là người đi chat với cộng đồng, tạo những cái campaign activity rồi những cái mini game, những cái chiến lược rồi phát triển nội dung các thứ đó, đại loại CM nó sẽ là như vậy. Thì cái job đầu tiên của anh là về full time là chính thức là từ hồi đầu 2019, là lúc đó thì đã là CM cho Bbox, thì sau đó thì mới là GFI, tức là song song với nhau. Nhưng mà lúc đó thì anh chưa có tập trung phát triển bên CFI là GFS thời điểm đó, đó là chưa có phát triển, anh chỉ tập trung về sàn giao dịch Bbox thời điểm đó thôi. Thì kể sơ đó là về sơ lược về cái quá trình mà anh tiếp cận về thị trường, và mà anh có được một cái công việc nó gọi là full time tại thị trường từ 2019 tới nay. Thì như cả nhà đã thấy đó, thì cũng anh Tuấn TV và anh Lý Tuấn thì cũng giống như cả nhà khi mà bước vào thị trường thôi. Chúng ta cũng đã có những cái sự vấp ngã, và rồi một ngày nào đó thì chúng ta theo thời gian đó, thì chúng ta sẽ tích lũy thêm kiến thức cũng như là tìm ra được những cái nơi mà chúng ta có thể lấy được cái kiến thức nó tốt hơn, nó không có kiểu như là lù gà đồ các kiểu ha. Và đặc biệt thì ở đây á, thì cả nhà biết là Aerobe á, cái từ khóa Aerobe á, thì thực sự là nó chỉ hot trong cái khoảng thời gian mà cách đây là 1 cho tới 2 năm sau cái đợt Aerobe của Aptos và Apigeum. Nhưng mà anh Tuấn TV đó, cả nhà đã cày Aerobe từ khoảng 2017 2018 phải không anh? Ừ, đúng rồi em, nhưng mà anh đính chính một tí xíu nhé, cái việc mà Aerobe của các dự án á, thực ra nó vẫn tồn tại từ cái thời điểm mà Bitcoin được ra mắt cơ, chứ không phải là đến hiện tại là nó mới hot. Tại vì mọi người hiểu đơn giản là cái việc mà cộng đồng phát triển á, một khi mà cộng đồng phát triển thì phải có những cái chương trình như vậy để kích thích cho những cộng đồng tham gia vào dự án của mình. Thì cá nhân anh thấy thì đã cái đó là nó đi song song với nhau, chứ không có kiểu như nó là sẽ sớm hay là muộn hay là nó mới hot hay như nào đó. Thì cái này mọi người kia rõ là anh nhắc lại một tí xíu thôi. Nói chung nhiều anh em mới thì cũng đã sẽ hiểu rõ hơn, còn những anh em cũ thì cái đó thì không nói nữa, biết quá rõ rồi. Em cảm ơn anh Lý Tuấn cũng như là anh Tuấn TV đã có cái góc nhìn như thế nào để mình tìm được cái kiểu như là cái bến đỗ là xíu hai trên cái hành trình đầu tư crypto ha.
Thì thật ra là em cũng giống hai anh thôi, thì trước khi mà em biết đến anh Hưởng thì em cũng vấp ngã nhiều lắm, và cái một trong hai bộ gấp vấp ngã nhiều nhất của Johnny trước khi mà vô xí vai, lúc đó mình chưa có mindset, tại vì trước trước khi mà đầu tư crypto á thì Johnny là cũng là từ tài chính chuyển qua, thì Johnny đầu tư forex. Nhưng mà cái vị trí của Johnny nó sẽ khác một xíu, là Johnny không phải là nhà đầu tư, mà Johnny là nói chung là qua khá là nhiều vị trí như là broker hay là kiểu như là làm việc với lại các broker chẳng hạn đấy, thì hoặc là làm việc với các trader. Cho nên là cái mindset của Johnny thời điểm đó là nó khá giống như các bạn trader lâu năm của bên forex, thì nó theo cái dạng là đầu tư ngắn hạn hơn. Tuy nhiên khi mà mình bước chân vô cái thị trường crypto á, thì với cái mindset đó là mình cảm thấy không ổn. Cái cú ngã đầu tiên của Johnny đó là Johnny bị chia 1.000 lần con meme coin. Thì cái con meme coin đó là Zed BNB, thì cái con đó là gần như là Johnny nhớ thời điểm đó, sáng hôm đó là rất nhiều cộng đồng Việt Nam bắt đầu call cái con Zed BNB đó. Thì trong khoảng 3 cho tới 4 ngày sau, và đặc biệt là một tuần sau, thì nó lại chi 1.000 lần. Thì nói chung là đó là một cú sốc đầu tiên ở trong thị trường crypto. Cú sốc thứ hai trong thị trường crypto mà trước khi Johnny gặp dí vai đó là mua bán NFT mà không qua trung gian. Thì việc là Johnny thấy có một bạn muốn bán cái NFT đó rẻ hơn so với giá thị trường, cho nên là Johnny inbox riêng cho bạn đó và kiểu như là muốn trao đổi á, thì bạn đó yêu cầu là Johnny gửi tiền trước, sau đó bạn đó sẽ gửi NFT sau. Thì đương nhiên là mình gửi tiền trước thì người ta lấy tiền thôi, đâu có ai giải quyết cho mình đâu. Đấy, thì thật ra là sau vụ đó thì mình cũng hoang mang, mình cũng đi báo công an, nhưng mà thực sự là các anh công an cũng chia sẻ thật luôn. À, ok, chuyện này anh không giải quyết được. Và thôi, nó cũng là lâu rồi, nó cũng là hai bài học lớn nhất của Johnny trước khi mà vào CFI. Rồi, thực ra thì đối với những cái nhà mà đầu đầu tư forex mà kiểu lâu đời đó cả nhà, thì họ sẽ không có vô lệnh liên tục đâu. Thì lâu lâu họ thấy thị trường ổn định thì họ sẽ vô lệnh thôi. Đó là lý do mà Johnny hay phân tích thị trường theo cái kiểu phân tích kỹ thuật hơn. Nhưng mà sau khi mà vào DFI á, thì ảnh hưởng đã hướng cho mọi người một cái mindset nó ổn định hơn, đó là mọi người phải thấy được là dự án đó nó thực sự tốt, cái nội tại nó thực sự tốt, rồi ảnh hưởng sâu ra là ở cái thị trường, cái market này nó có những cạm bẫy như thế nào. Và thực sự là trong cái quá trình đi cùng ảnh hưởng cũng như là anh em DFI thì mới thấy là thị trường này có quá nhiều cạm bẫy mà gần như là chắc chắn luôn là những cái anh em nào mới vô thì thể nào, kể cả anh em là dev, anh em là dân tài chính, hay là anh em là một người khá là cẩn trọng trong việc đầu tư cũng dễ bị mắc phải. Thì cho nên là Johnny hy vọng là những anh em nào mà theo chân của Zvai sẽ hạn chế được những rủi ro và tối ưu hóa cái phần đầu tư của mình ha. Rồi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo dành cho hai anh đó là theo hai anh thì có nên đầu tư crypto full time không? Tức là mình sẽ bỏ một cái công việc truyền thống của mình để mình đầu tư crypto. Tại vì theo em được biết là hiện tại gần như mấy cái bạn mà mới ra trường đi, lương của các bạn là khoảng 10 triệu. Nhưng mà gần đây thì anh có một số anh em chơi GameFi nè, anh em làm Aerobe nè, thì kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà theo anh Tuấn TV ha, thì anh thấy là cái này có thực sự là ngon như lời đồn không? Hay là cái bức tranh đó nó không được màu hồng như vậy? Ok Johnny, cái này theo góc nhìn của anh thôi nhá. Tức là mỗi người sẽ có một cái mindset khác nhau, nhưng mà thường thì anh sẽ đi theo hướng này. Câu hỏi là bây giờ có nên bỏ công việc hiện tại để theo cái đầu tư tiếp tục full time hay không? Bây giờ đặt ngược lại, nếu như mình có được câu hỏi đó thì mình phải đặt ngược lại là mình đang cái thế mạnh của mình đang là cái gì và cái chuyên môn của mình đang là cái gì. Ví dụ đối với những người mà họ thuần về đầu tư thì ok, có thể là cái việc mà chuyển đổi từ đầu tư về thị trường truyền thống sang bên crypto có thể là nó sẽ xem với nhau. Những bạn làm về kinh tế cũng sẽ có thể là chuyển đổi nó dễ dàng hơn, hoặc là những bạn dev cũng có thể chuyển đổi dễ dàng hơn về cái việc mà cái của họ phía dưới họ là biết cái ngôn ngữ đó rồi họ chuyển sang ngôn ngữ blockchain chẳng hạn thì ok. Nhưng mà mình là một cái vị trí mà nó khác xa cho cái việc kinh doanh kinh tế hay là bên đầu tư thì cái việc dịch chuyển sang nó sẽ rất là khó. Và nên xác định rõ là mình tham gia thị trường crypto để làm cái gì, mục đích để làm cái gì và kỳ vọng
là mình sẽ đạt được như thế nào. Ví dụ như một người họ đang làm về về bất động sản đi, bây giờ họ thấy về crypto họ ngon ăn quá, cái họ bắt đầu họ họ tham gia một vài cái dự án, họ đầu tư họ có lời, xong họ xác định là họ sẽ chuyển sang bên đây luôn, thì như vậy nó sẽ quá rồi vội vàng, quá rủi ro. Thì theo anh nên tập trung cái việc mà kỹ năng tốt nhất của mình, chuyên môn tốt nhất của mình để kiếm tiền tại cái vị trí của mình đang làm. Còn cái việc mà dịch chuyển sang đầu tư á thì nên tiếp cận dần. Ví dụ như anh tiếp cận về thị trường crypto là từ lúc mà MMO và anh làm Europe, xong rồi dần dần anh tích lũy những kỹ năng về những cái kiến thức cơ bản. Sau đó anh mới gì nâng lên cái level cao hơn là anh bỏ tiền vô thêm để anh đầu tư. Khi anh đã có được một cái mindset đầu tư rồi và quản trị rủi ro được rồi, cũng như là có kiến thức về đi research cũng như là những cái phần về chuyên môn bên trong á, là anh đã hiểu rõ về cái cách, cái hướng mình đang muốn làm là cái gì rồi, thì lúc đó mình mới an tâm mà mình tham gia thị trường. Còn với cái việc mà mình tiếp cận ở giai đoạn đầu thì nó ở mức cơ bản thôi, là newbie thôi, là biết về thị trường và vô tình hoặc là may mắn hay như nào đó thì mình có được những cái dự án mà Europe mình được vài ba ngàn đô, cái mình thấy ham quá mình bỏ thì lại nó lại không đúng với lại cái mindset được lắm. Thì đó là theo góc nhìn của anh. Chỉ dịch chuyển khi mình đã đủ tự tin và mình có đã đủ kiến thức để mình chịu trách nhiệm về cái phần rủi ro cũng như phần quản trị đó, cũng như về cái phần trau dồi kiến thức nữa, thì anh thấy nó sẽ an toàn hơn. Thì đó là cái cách anh đi từ lúc hồi 2017 rồi. Tại vì lúc 2017 anh tham gia thị trường á, không phải là anh tham gia với cái mindset là đầu tư. Anh tham gia với cái mindset là anh dùng những kỹ năng về phần kỹ thuật, về phần mà anh học được về bên 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 IT để anh áp dụng bên thị trường này, và anh tham gia anh kiếm tiền. Và lúc đó anh chưa bỏ tiền vô đầu tư, anh chỉ dùng những cái số tiền mà anh kiếm được trong thị trường. Sau đó anh tái đầu tư, và lúc đó thì mình sẽ có những cái bài học về những cái trải nghiệm. Còn cái chuyện mà sai lầm về các dự án Ponzi thì đó, hay giống như anh Lê Tuấn thì anh lại không có mắc phải về những cái đó. Anh chỉ mắc phải về những kiến thức cơ bản lúc anh tiếp cận thôi, là anh cày được rất nhiều tiền xong rồi anh không biết chữ tiền, đó là về quản trị rủi ro cái đầu tiên. Cái thứ hai là anh cũng kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà anh không hiểu được những kiến thức cơ bản. Sau đó anh chuyển tiền đi thì anh lại mất đi 50% số tiền. Đó là về phần kiến thức cơ bản. Đó, thì đó là những cái sai lầm mà anh mắc phải về kiến thức cơ bản thôi, chứ chưa đến mức mà anh bỏ tiền vào và anh mất gần như tất cả. Em cảm ơn anh Tuấn TV với góc nhìn của một người đã hiện tại là đã từ công việc truyền thống chuyển sang crypto full time. Còn hiện nay thì chắc là sẽ nhờ anh Lý Tuấn phát biểu một xíu về cái góc nhìn của anh với cái việc là có nên bỏ việc truyền thống để đầu tư crypto full time không? Vì hiện tại thì anh Tuấn cũng chỉ là part time thôi và nó sẽ là đại diện cho số đông các nhà đầu tư hiện tại, nhất là tại DeFi. Thì anh Lý Tuấn ơi, chắc là nhờ anh Lý Tuấn phát biểu về cái suy nghĩ của mình về cái việc có nên đầu tư crypto full time không anh ha. Ok, vậy trong lúc mà chờ anh Lý Tuấn thì chắc là Johnny cũng chia sẻ một xíu về góc nhìn của Johnny đối với cái việc này ha. Rồi, với cái việc mà có nên bỏ việc để đầu tư crypto không thì thật sự luôn là hiện tại là mặc dù Johnny đang đầu tư crypto full time cũng như là full time cho cái một công việc về crypto. Tuy nhiên thì mindset của Johnny là crypto nó chỉ là một cái công việc tay trái. Tại vì cả nhà để ý là trong những cái giai đoạn gọi là giai đoạn downtrend cũng như là cả nhà để ý là hai hai ba tháng gần đây nè, thị trường đỏ thì gần như là cái việc mà mình kiếm tiền, nếu giả sử như mình không có công việc thì cái việc mà mình kiếm tiền trong thị trường nó khá là ít và nó khá là rủi ro. Và đối với Johnny thì crypto nó chỉ là một cái kênh đầu tư, tức là nó bằng cái số tiền nhàn rỗi mình có, nó bằng những cái gì mà mình tích góp được và mình dư dả thì mình sẽ đầu tư. Còn đối với Johnny thì một công việc full time nó sẽ quý và nó sẽ rất là an toàn, đặc biệt là cho những anh em nào mà nhất là trong giai đoạn downtrend. Thì cả nhà để ý là khoảng sau 2021, 2020, 2021 mà thị trường downtrend đó, thì trước đấy là có rất là nhiều dự án, có rất là nhiều đội nhóm và họ kiếm được tiền từ rất nhiều nguồn. Ví dụ như là referral, tức là họ sẽ mời các bạn tham gia vào các sàn giao dịch. Các bạn giao dịch thì họ sẽ có được cái phí hoa hồng, hay là họ nhận phí marketing của các dự án, hay là họ hỗ trợ cộng đồng của các dự án. Thì họ sẽ có rất là nhiều đường để kiếm tiền. Hoặc là như là developer thì họ sẽ coding chẳng hạn. Đấy, thì có rất rất là nhiều cách kiếm tiền trong thị trường crypto trong giai đoạn uptrend. Nhưng mà giai đoạn downtrend nó là cái giai đoạn người ta bỏ đi rất là nhiều và gần như là người ta quay lại với cái thị trường truyền thống để người ta tìm kiếm một cái gì đó an toàn hơn. Và gần như thì hiện tại Johnny cũng có rất là nhiều người bạn họ chỉ đầu tư crypto theo dạng là họ có một công việc ổn định và họ có một số tiền nhàn rỗi thì họ mới đầu tư. Còn không, còn hiện tại thì tất cả các cái đa số thì bạn của Johnny thì không có ai mà đầu tư crypto full time như Johnny hết. Và anh em ở DeFi thì anh em cũng hiểu những cái thời điểm mà thị trường downtrend nó
nó chán nản như thế nào, kiểu như anh em cả năm không không thật ra là cũng có kiếm một số tiền từ Eros nhưng mà nó không đáng kể, nói chung là rất là nản. Cho nên là nếu mà anh em thực sự muốn là full time cho crypto thì thứ nhất anh em phải thực sự giỏi một cái ngành gì đó trong crypto, như là anh em giỏi làm Eros, anh em giỏi chơi game, anh em giỏi research hay là anh viết content, hoặc là anh em giỏi code thì nó mới thực sự hỗ trợ cho anh em mà quyết định full time vào crypto. Còn nếu mà bạn không giỏi những cái đó nhưng mà bạn cũng không có nhiều thời gian thì cho nên nghĩ là ok, vẫn ok thôi, vẫn là như một công việc hàng ngày bình thường, và khi nào mình rảnh thì mình lại tiếp tục research vào thị mình nghiên cứu thị trường để mình đầu tư, và coi nó là một cái đầu tư nhàn rỗi để mình không có bị đặt nặng quá khi mà thị trường đang trend ha. Rồi ok, anh Ly Tuấn chắc đã quay lại rồi đúng không anh? Vậy thì không biết là với góc nhìn của anh Ly Tuấn thì chúng ta có nên bỏ việc truyền thống để đầu tư crypto full time không anh ha? Câu này thì anh gặp cũng khá là nhiều nhiều anh em có cái suy nghĩ kiểu như vậy, nhất là ở trong cái thời điểm nào market hồi trường uptrend, tài khoản anh em x2 x3 xx mua con nào cũng lãi, xong rồi sáng dậy check cọt thì thấy tăng 50% x2, xong rồi mọi người bắt đầu nghĩ đến công việc bình thường của mình, xem là không biết là mình có cần cái công việc này không nhỉ, kiểu kiểu như vậy. Đấy. Thì quay lại cái câu trả lời, cái câu hỏi là có nên là bỏ cái công việc truyền thống để mà đầu tư crypto full time không, thì anh lại muốn hỏi một câu ngược lại, đó là thế thì bây giờ là cái mục tiêu khi mà anh em muốn đầu tư crypto full time là gì? Tức là cái mục tiêu khi mà bạn full time crypto rồi thì bạn có mục tiêu gì với nó? Thì theo anh biết thì gần như là chắc hẳn là ai mà đầu tư hoặc là mọi người làm bất kỳ một công việc gì ở ngoài đời, hay là mọi người đầu tư bất kỳ một thứ gì thì một mục đích duy nhất thì mình nghĩ chắc cũng là muốn thắng lợi để mà đem tiền, đem lợi nhuận về, đem tiền về để mà mình có một cuộc sống tốt hơn, mình lo cho gia đình rồi là bố mẹ, người thân mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Thì anh nghĩ là hầu hết đó là cái mục tiêu mà như kiểu là mục tiêu tối thượng của bất kỳ ai mà đầu tư, không chỉ crypto mà còn là những đầu tư những hình thái khác nữa, và kể cả đi làm cũng thế thôi. Thì mọi người cố gắng làm thật tốt công việc này của mình, thật tốt công việc kia, cố gắng phấn đấu, thì một mục đích duy nhất cũng chỉ là sau này là để mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn, có một cuộc sống đầy đủ và đỡ vất vả hơn cho cả người thân, cho bố mẹ mình, cho gia đình mình đó. Thế thì anh em có nhất thiết là phải đầu tư crypto không? Có một cái câu nói mà mình cũng khá là tâm đắc thì mình nghe được từ anh Hưởng nhé. Thì anh Hưởng có nói trước đây á, thì đã để mà thành công á, thì anh em có thể làm bất kỳ một công việc gì mà anh em thích, và đó là cái thế mạnh của mình nhé, miễn là mình cố gắng, mình phấn đấu phát triển bản thân nằm trong cái top mà dẫn đầu của cái lĩnh vực đó thì luôn luôn thành công và kiếm nhiều tiền, chứ không nhất thiết là cứ phải vào crypto để người ta bơm vào trong đầu mình là mua con này x5 x10 chỉ sau một tuần, chỉ sau một tháng, hay là đổ tiền vào đây thì tháng sau x2 kiểu như vậy. Thì không nhất thiết là anh em cứ phải đầu tư vào crypto để mà làm giàu và thành công. Mình đang là kỹ sư, bác sĩ, là giáo viên, làm tài xế hay công chức nhà nước thì bạn cứ làm việc cái công việc tốt của mình nếu mà anh em thấy ổn. À, cũng không nhất thiết là phải bỏ truyền thống để mà đâm đầu vào cái thị trường crypto một cách vội vã. Đó, thì nói tóm gọn lại thì có nên hay không thì nó lại phụ thuộc vào cái mục tiêu phấn đấu của anh em, cũng như là cái công việc bình thường mà anh em đang làm nữa. Thì về cơ bản mà nói thì theo mình thì mọi người cứ cố gắng làm tốt công việc mà cái công việc gì mà đang là thế mạnh của mình, mà đang kiếm được tiền, đang đang giúp mình có một cuộc sống ổn định, thì mình nghĩ là mọi người nên 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 tận dụng những cái điều đó. Còn crypto thì khi mà đã xác định crypto full time rồi thì lại phải nói đến một cái cụm từ, đó là cash flow hàng tháng, là bạn phải tạo ra được một nguồn tiền từ crypto dương hàng tháng để mà mình có thể là đi dài hơi với thị trường. Bởi vì như đầu chương trình thì mình cũng như Tấn TV cũng chia sẻ rồi, thì để mà đầu tư thành công ở trong crypto thì không phải là ăn xổi, không phải vào đây để mà mua hôm nay ngày mai nó tăng được, mà mình phải đi dài hơi. Thì để mà đi dài hơi và trụ lại được với thị trường á, thì bên ngoài cuộc sống phải không được ảnh hưởng, mà để cuộc sống không ảnh hưởng thì bạn phải có một cái dòng tiền dương hàng tháng, những cái
gánh những cái nỗi lo về như cơm áo gạo tiền, hay là những cái vấn đề sức khỏe, khám chữa bệnh của mình cũng như là mọi người trong gia đình, thì mọi người không được để những cái đấy làm ảnh hưởng đó. Thì trước khi mà mọi người có một cái kế hoạch mà đủ sự chín chắn và đủ tốt, thì mọi người hẳn nghĩ đến cái việc là crypto full time. Thì đấy là góc nhìn và ý kiến của anh, thì anh sẽ nói rõ hơn cái phần này một chút ở những cái phần tiếp theo đó. Ok, em cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn TV cũng như là anh Lý Tuấn ha. Vậy thì thật ra đó, là em biết là ở đây cũng có một số anh chị em sẵn sàng để làm những công việc crypto full time hoặc là part time. Tại vì cả nhà để ý nè, crypto thì nó sẽ không có hẳn là công việc cần yêu cầu là anh em phải lúc nào cũng có mặt đâu. Nó cũng sẽ có những công việc part time cho crypto nữa. Và trong trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chắc là cũng sẽ xin anh Tuấn TV cũng như anh Lý Tuấn có thể chia sẻ cho em biết là nếu mà có một bạn nào đó muốn xin việc hay là muốn tìm kiếm công việc trong thị trường crypto, full time cũng được, part time cũng được, thì các bạn nên tìm kiếm ở đâu, cũng như là và các bạn làm thế nào để cho những cái nhà tuyển dụng về crypto người ta để ý và người ta biết tới mình. Ok, em xin mời anh Tuấn TV ạ. Về cái việc mà tìm kiếm một công việc full time tại crypto á, thực ra thì nó sẽ rất là nhiều cách, rất là nhiều cách. Với lại về cái ngành về blockchain hiện tại á, thì sẽ có những cái kênh tuyển dụng về truyền thống á, họ đã tuyển về cái ngành này rồi chứ không phải là không tuyển. Tuy nhiên thì sâu bên trong thì loanh quanh thì là câu chuyện về công việc ở crypto. Thì một cái platform mà mình thấy việc tuyển dụng bên crypto hay là bên web3 rất là nhiều là bên LinkedIn. Thì để tiếp cận được thì anh em nên có một cái LinkedIn, và cũng như là follow những cái dự án cũng như là những cái tổ chức lớn liên quan về blockchain hay là quỹ đầu tư, hoặc là khi mà có đề cập về những dự án gì nữa, để mở rộng về cái tệp cũng như là những cái thông tin để những cái dự án hay là những cái bên khác họ tuyển dụng về vị trí đó. À, đó là cái bên LinkedIn là mình thấy là đang hiệu quả nhất. Còn về cơ bản thì một người mà làm MO hay là ở góc nhìn của anh, hay là một người mà đã có kinh nghiệm trong thị trường rồi, đã có research rồi, thực ra thì có thể là tìm kiếm những cái tổ chức ở Việt Nam, những cộng đồng tại Việt Nam, những công ty về crypto tại Việt Nam, hay là công ty về blockchain chẳng hạn, thì có thể là tìm kiếm thêm trên cả về các nền tảng như là social hoặc là Google. Thật ra đều ra hết rồi. Thật ra những cái thông tin này là nó đã rất là nhiều so với cái thời điểm 2017 mà anh bắt đầu tiếp cận. Nó đã có rất nhiều và mình hoàn toàn có thể là mình tìm kiếm chủ động, mình kiếm được. Thì một khi mình đã quan tâm về thị trường, quan tâm về một công việc trong thị trường này, thì cái việc mà mình đi tìm kiếm thì cái đó là không quá khó khăn với một người, chắc chắn với em. Thì đấy, đó là cái gốc của anh để cho mọi người mong muốn có được một cái việc bên bên đây. Còn về vị trí thì sẽ có rất là nhiều, tại vì anh không biết được là cái bạn mà để, tức là mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Ví dụ như là anh thế mạnh về về dev, về kỹ thuật đi, thì anh sẽ kiếm những cái vị trí liên quan về kỹ thuật, hoặc là anh giỏi về cái phần giao tiếp hay là giỏi về cái phần phát triển chiến lược, anh có thể kiếm những cái vị trí liên quan về CM, hoặc là kiếm những cái vị trí liên quan về dev, hoặc là hạ tầng kỹ thuật, phát triển social media kiểu vậy. Hoặc là một bạn là giỏi về kinh tế thì có thể là apply vào những cái vị trí công ty liên quan về crypto, liên quan về data, để làm BI chẳng hạn, hoặc làm analytics chẳng hạn, đó kiểu vậy. Rất là nhiều luôn, dựa vào tùy theo cái chuyên môn của mình mà mình chuyển đổi từ web 2 sang web 3 nó như thế nào. Và anh cũng chia sẻ thêm một tí xíu là tại vì anh xuất thân từ dev thì anh sẽ có rất là nhiều bạn học chung anh hồi xưa là cũng làm dev và rất là giỏi, và cũng lương rất là khá ở ngoài truyền thống rồi. Tuy nhiên thì có một vấn đề là anh cũng đã từng giới thiệu với các bạn là bây giờ là bên blockchain này, mình có tham gia blockchain rồi, mình biết được là cái việc mà lương của bên blockchain nó cao hơn rất nhiều so với lại cái web 2. Thì mình cũng có giới thiệu để cho nó dần dần chuyển đổi, nhưng mà rất là khó. Mọi người biết tại sao không? Tại vì cái việc mà mình đang ổn định tại một cái vị trí, mình đang có mức lương rất ổn định và mình chưa biết gì về thị trường, cũng như là cái mindset của mình đã đang rất tốt ở web 2 rồi, mà để chuyển đổi sang web 3 cực kỳ khó, mặc dù lương rất cao. Còn với mình hay là những bạn dev đã làm trong trong blockchain rồi á, thì sẽ nhìn ra được là về cơ bản bạn đã có được một cái background khá là tốt ở truyền thống rồi, và cái việc chuyển đổi sang web 3 nó sẽ không mất quá nhiều thời gian đó. Thì mình vẫn đôn thúc như vậy, nhưng mà về cái việc mà để bạn chuyển đổi từ web 2 sang web 3 cũng sẽ rất là khó, phụ thuộc vào mindset, phụ thuộc vào cái tính an toàn đó. Và mình nghĩ để kiếm được một cái việc mà liên quan về crypto full time đó, thật sự bạn phải thích, thật sự rất là thích về cái ngành mình đang làm, cũng như là cái về thị trường này. Còn như Sony thì có chia sẻ, thì thật ra thì cái việc mà về cái việc mà đầu tư trong crypto nó chỉ là một phần nhỏ thôi.
Còn công việc mà, tại vì công việc một khi mà mình phát triển cái thế mạnh của mình để mình đưa ra được cái công việc cho mình á, thì cái đó phải phải thực sự rất là giỏi và phải sự rất là thích về cái phần chuyên môn mà mình mong muốn là mình có được công việc như thế nào. À, đó là về góc nhìn của anh. Ok, nhân dịp nói về cái phần công việc bên crypto á, thì Johnny cũng có một cái phật sự chia sẻ cho cả nhà. Không cần nhất thiết là cả nhà cần có kinh nghiệm trong thị trường crypto đâu ạ. Hiện tại thì có một số công ty crypto sẽ tuyển dụng một số cái vị trí không không có liên quan lắm về tài chính, như là vị trí HR, là vị trí nhân sự đó cả nhà, hoặc là vị trí marketing thì nó hơi đặc thù một xíu, hoặc là vị trí editor nè, hay design nè. Thì đôi khi nó cũng sẽ có những cái vị trí không yêu cầu là cả nhà phải biết về crypto, nhưng cả nhà vẫn có thể làm được. Ngoài ra thì đối với những công việc part time hoặc là gần như là part time đi, thì Johnny sẽ nói về part time trước. Hiện tại thì Zbay cũng như là Johnny biết có một số công ty á, họ thiếu nhân lực, hoặc là họ cần tuyển những cái bạn part time để viết bài chẳng hạn, để tăng cái số lượng bài viết, tăng tương tác chẳng hạn, thì họ vẫn sẵn sàng để tuyển dụng những cái bạn part time. Tại Zbay là có rồi nha cả nhà. Và Zbay thì đang tuyển về dev part time này, sắp tới là có community part time này, là tức là hỗ trợ cho anh em trong cộng đồng á. Bạn nào mà active một xíu thì các bạn cũng mà các bạn không có nhiều thời gian, các bạn đang có một công việc full time ở ngoài bên ngoài, nhưng mà các bạn vẫn muốn là join cùng Zbay, các bạn có thể làm. Ngoài ra, ngoài cái công việc part time ra là yêu cầu nhiều thời gian, thì cũng có một công việc mà gần đây là Zbay đang chuẩn bị ra mắt, đó là contributor. Contributor này là sao? Là cái công việc không hẳn là dành cho các bạn part-time, mà là dành cho những cái bạn mà muốn hợp tác, muốn viết bài cho Zbay. Thì sắp tới Zbay cũng Johnny bật mí trước nha. Cái này chắc sắp tới cả nhà cũng sẽ được thông báo thôi. Nhưng mà Johnny bật mí trước là sắp tới Zbay sẽ có hai cái nền tảng cần tuyển contributor. Thì với cái công việc này các bạn sẽ không phải bỏ quá nhiều thời gian, hay là cả nhà chỉ cần bất cứ khi nào rảnh cả nhà viết bài hoặc là chia sẻ cái góc nhìn hoặc là nghiên cứu một cái đồng coin hay là phân tích thị trường nào đó, hoặc là đôi khi là một cái gì đó vui trong thị trường như là hài hước, thì cả nhà cứ chia sẻ trong cái group đầu tư coi tốt. Thì sắp tới group đầu tư coi tốt sẽ có một cái gọi là thưởng tiền dành cho những cái anh em nào mà viết bài hay nhất cũng như là có những cái bài vui vẻ và hài hước nhất trong trong cái cộng đồng đầu tư coi tốt. Đó là cái thứ nhất nha cả nhà, là có tiền cho cái việc mà cả nhà viết bài á. Rồi, nhưng mà cái đó là trao giải. Còn một cái phần nữa đó là cái phần sắp tới, là cái sản phẩm sắp tới của Zbay cũng sẽ cần những cái bạn mà có khả năng viết bài nè, nhưng mà các bạn không có nhiều thời gian, thì khi nào chỉ cần khi nào các bạn rảnh các bạn tự viết bài nghiên cứu gì đó, thì đối với những bài đó là Zbay sẽ trả trả tiền trên từng bài luôn. Cho nên là cả nhà thấy không hẳn là cả nhà phải bỏ full time, mà part time cũng có công việc, và kể cả là contributor tức là nó gần giống như là một cái bạn cộng tác viên vậy đó. Và công việc này kể cả là bạn đang có một công việc crypto ở bên cái cộng đồng khác, hay là kể cả là bạn không có tham gia crypto, bạn chỉ lâu lâu tham gia thị trường và các bạn tìm hiểu về thị trường, các bạn có một cái góc nhìn nào đó lạ hơn, khác hơn so với người khác, các bạn cứ chia sẻ thôi. Thì cái đó bên Zbay chúng mình vẫn sẵn sàng để trả tiền cho những cái viết bài của các bạn ha. Rồi, vậy thì anh Lý Tuấn ơi, ngoài những cái việc mà em và anh Tuấn TV chia sẻ, thì không biết là anh Lý Tuấn có cái góc nhìn như thế nào về những công việc trong crypto, cũng như làm thế nào để người ta tìm được cái công việc trong ngành crypto anh ha? Thì cái công công việc thì Tuấn TV anh thấy cũng đã nói khá đầy đủ rồi. Như anh đã nói ấy, thì đang nói dở, thì tức là nếu mà đã xác định là full time crypto thì bạn phải tạo được một dòng tiền dương, tức là bạn phải sống được với crypto, tức là bạn phải kiếm được tiền từ crypto. Nó có thể là từ việc là anh em là trader full time, trader hàng ngày, tức là hàng ngày anh em trade để mà kiếm tiền, như kiểu là chơi hàng ngày thì mà coi như nó là một công việc bình thường để mà kiếm tiền hàng tháng ấy. Đấy thì để kiếm ra tiền, hoặc có thể làm trong các công ty crypto, các công ty làm crypto ở Việt Nam cũng như có thể là nước ngoài, hoặc là làm cho quỹ, rồi làm dev thì lại tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Thế nhưng mà tự chung quy lại á, thì là nếu mà đã xác định full time crypto thì phải tạo được một dòng tiền dương hàng tháng từ crypto, thì lúc đấy thì theo anh thì là mới nên full time. Còn để mà có được một công việc
mà cũng như có thể là có một cái thu nhập khá thì anh em buộc lòng phải tự trang bị kiến thức cũng như là cái trình độ chuyên môn của mình, thì càng càng giỏi càng biết nhiều cũng như là càng nâng cao được trình độ thì sẽ có càng có nhiều cơ hội dồn vào những cái group hay các cái tổ chức lớn. Ngay cả ở Việt Nam thì mình thấy cơ hội việc làm ở mảng crypto cũng rất nhiều. So với những năm 2020, 2021 thì hiện nay là quý 3 năm 2024 rồi, thì mình thấy là các công ty về crypto hay là các đội nhóm hay là các quỹ, các venture ở Việt Nam, không chỉ ở nước, không chỉ ở global nhé. Ở global thì khi mà bạn giỏi thì cái đấy không không phải bàn rồi, nhưng mà riêng ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều cơ hội có thể cho mình một cái vị trí tốt để mà mình có thể vừa thỏa sức là đam mê đầu tư, đam mê tìm hiểu mà lại vừa có được một nguồn thu nhập để có thể duy trì cái đam mê đó. Thì đấy là góc nhìn này. Dạ, ok, em cảm ơn phần của anh Lý Tuấn. Thì nhưng mà chắc là Johnny sẽ bổ sung thêm một xíu ha. Thì hồi nãy anh Tuấn Tuấn TV đó cả nhà có chia sẻ là để mà những cái nhà tuyển dụng họ tuyển dụng được bạn đối với những công việc crypto á, thì ở đây thì một chút cái chia sẻ của Johnny với cái việc mà HR họ tìm kiếm nhân tài như thế nào trên LinkedIn ha. Thì đầu tiên á là cái LinkedIn của các bạn phải có một số cái hoạt động liên quan tới crypto. Thông thường thì ví dụ như cả nhà đi sự kiện về crypto này, cả nhà có thể check-in lại để đăng lên LinkedIn và có một số cái hashtag, cái từ khóa liên quan tới crypto như là crypto hoặc là tên dự án hoặc là tên sự kiện hoặc là một số cái vị trí liên quan tới ngành crypto một xíu như là dev hay là marketing hay là community manager hoặc là investment đấy. Thì những cái từ khóa đó là sẽ là từ khóa để cho những cái nhà tuyển dụng họ sẽ lọc từ khóa trên cái phần LinkedIn á để họ tìm kiếm bạn. Ngoài những cái từ khóa đó ra thì cái việc tiếp theo đó là cái việc connection, tức là bạn phải có liên kết, bạn phải có bạn bè, kiểu như là bạn bè ở trên LinkedIn á của các bạn phải có liên quan tới ngành crypto, thì lúc đó nó sẽ được đề xuất lên với lại cái những cái bạn HR liên quan tới ngành crypto đấy. Rồi cái đó là cái cách để cho HR tìm được bạn. Vậy thì cách nào để bạn tìm được HR? Hiện nay á thì có rất là nhiều, hầu như là các công ty mà tuyển dụng á, ngoài cái việc mà tìm kiếm ứng viên trên LinkedIn thì họ cũng có tìm kiếm ứng viên trong các group cộng đồng về Facebook. Và hiện tại thì hiện Johnny thấy là trên Facebook là một trong những cái kênh mà tuyển dụng crypto được nhiều HR sử dụng nhất. Cả nhà cứ kiếm trên Facebook là các công việc về crypto hoặc là công việc part time hoặc là công việc viết bài gì đó, nhưng mà cả nhà tránh là cái trường hợp là bị lừa nhé. Có một số người họ họ lừa viết bài để kiếm tiền gì đó thì cả nhà tránh thôi. Còn lại thì hầu như là Johnny thấy cũng có rất là nhiều công ty tại Việt Nam luôn đang tuyển. Đấy là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai quan trọng hơn là mình tìm được việc, nhưng mà mình phải lựa chọn công ty phù hợp. Tại vì Johnny có một vài người bạn họ họ làm cho những công ty nhưng mà công ty là về dự án, thì nó có một số cái rủi ro như sau là dự án đó nó hoạt động không được lâu, nó chỉ hoạt động được vài tháng hoặc là nó không có đủ chi phí duy trì, nó gần như là startup. Thì nếu mà cả nhà bỏ thời gian vô những cái công ty như vậy á, nhất là về dự án á, thì gần như là nó rất là rủi ro. Nếu mà nó là công ty đàng hoàng hoặc là dự án tốt á thì mình sẽ không nói, tại vì cả nhà sẽ mình có rất là nhiều người bạn thay đổi vị thế nhờ làm việc trong những cái dự án lớn tại Việt Nam. Còn một số bạn thì không may mắn cho lắm thì bị dính những cái công ty dự án, làm trong những công ty dự án đó mà bị, thứ nhất là bị cho nghỉ ngang nè, tại vì công ty không đủ chi phí duy trì, hay là công ty mindset công ty đi không dài hạn, hay là bị quỵt lương cũng có nha cả nhà đấy. Rồi nó rất là nhiều thứ liên quan nữa, cho nên là cả nhà cũng cần cân nhắc rất là kỹ khi mà mình lựa chọn một cái bến đỗ cho mình trong cái ngành crypto. Rồi cái phần tiếp theo thì chắc là em sẽ cần tìm hiểu một xíu về cái phân tích thị trường hiện tại đi, tại vì anh Tuấn TV á thì mạnh về Dex, còn anh Lý Tuấn á thì mạnh về phân tích vĩ mô. Thì không biết là hiện tại theo hai anh thị trường crypto đang như thế nào và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hay không, vì em thấy hiện tại là khá là ảm đạm. Và như ở đây thì anh em tham gia cũng không có được đông như thời điểm tháng 8 2023 lúc mà mình đầu sóng đúng không nè.
Thì theo anh Tuấn TV thì hiện tại là thị trường crypto đang ở trong giai đoạn nào anh ha? Cái này theo góc nhìn của anh nhé, thì sẵn đây thì chắc là có một cái vấn đề liên quan là thật ra nếu như mà mọi người có follow về những cái số mà mình tham gia về giải mã đầu tư á, mình cũng chia sẻ rất là thẳng thắn về cái việc là mình không giỏi về phân tích kỹ thuật, mình chỉ mạnh về phần phân tích cơ bản cũng như là kết hợp về các yếu tố kỹ thuật về sâu bên trong về dự án, ví dụ như check những cái phần on chain hay là sâu bên trong về kỹ thuật cái cách dự án nó đang làm như thế nào, thì cái đó là thế mạnh của mình. Còn về phân tích kỹ thuật thì hiện tại thì mình chỉ nắm cơ bản về cái việc mà thị trường đang ở giai đoạn nào, đến khi nào là mình có thể bán được và giai đoạn đó mình có thể mua được chưa và bán được hay chưa, kiểu như vậy, thì mình chỉ quan tâm như vậy thôi. Và thị trường thì giai đoạn hiện tại thì mình thấy vẫn là cái câu chuyện là cá nhân mình thì vẫn đang giữ giữ những cái dự án trong portfolio của mình và mình vẫn chưa bán ra. Thì cái phần này thì có thể là anh Lê Tuấn hay Johnny về về sâu về vĩ mô hay sâu về phân tích kỹ thuật thì sẽ nắm rõ hơn cũng như là diễn giải rõ hơn để cho mọi người hiểu rõ. Còn với anh thì giai đoạn này là giai đoạn không phải là giai đoạn để mình bán, mình cắt lỗ hay là mình thoát khỏi thị trường. Hả? Ít nhất là như vậy. Vậy anh Lê Tuấn ơi, anh Lê Tuấn hay theo sát thị trường này, thì anh Lê Tuấn thấy thị trường này hiện tại đang ở giai đoạn như thế nào anh ha? Và anh có lời lời nhận xét gì về cái tình hình thị trường sắp tới không? Thì anh là người mà theo sát với community hàng ngày á, thì một ngày anh nói chuyện khá nhiều với các bạn member cũng như là anh bám cũng khá sát ở trên các kênh social media ở Việt Nam cũng như là kể cả là các global ở trên Twitter á. Thì anh thấy hiện tại thì market hiện tại thì nó đang ở nằm cái giai đoạn mà khiến cho anh em là chán nản á. Tuy hầu hết thì mọi người, anh phải nói là hiện tại nếu như chắc phải tầm hơn 90% anh em đã và đang có hàng, còn còn một số ít mọi người là đang giữ stablecoin cũng như là đang còn chờ để bắt đáy các thứ, đúng không? Thì tức là phần lớn là mọi người đều đang có hàng rồi, và trong số những người mà đang có hàng á, thì số người mà có lãi, tức là có lãi, anh nói là có lãi trên tổng vọt luôn, thì lại cũng là một số ít luôn, tức là đa phần anh em lại đang bị lỗ ở những cái dự án mà mua, có thể dự án này lỗ dự án kia lãi, nhưng mà tổng quan chung lại thì cái số người lỗ thì đang nhiều hơn và đang chiếm phần phần lớn. Và anh thấy là market cũng như là nhà cái thì đang tìm cách để mà rũ hết hàng của tất cả mọi người trước khi mà bước vào cái con sóng khác. Thì theo góc nhìn cá nhân anh thì hiện tại uptrend vẫn chưa thực sự diễn ra hoàn hoàn toàn, và đây đang là cái sự điều chỉnh ở trong một cái nhịp 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 lớn. Tức là cũng có mấy nay cũng có một số anh em thì lại cho rằng là đang bước vào giai đoạn phân phối từ đỉnh, hoặc là tức là chúng ta đã bước vào downtrend mà chúng ta không hề hay biết, nhưng mà anh không đồng tình với góc nhìn đó. Mà theo anh thì hiện tại mình đang chỉ là một cái sự điều chỉnh ở trong cái con sóng lớn thôi. Thì về tham minh của cá nhân thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn theo anh nghĩ là sau khi mà vào khoảng tháng 10, tháng 11 lúc mà CZ được chính thức tự do ra tù, thì tầm đấy, mà cũng như là bầu cử ở Mỹ cũng là một sự kiện khá là quan trọng, thì vào khoảng cuối năm nay thì mọi thứ câu chuyện các thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn, rõ ràng hơn với tất cả mọi người. Và thêm một cái nữa thì mọi người thấy là cái sự nhàm chán của market này nó giày vò, nó đi tâm lý của mọi người hàng ngày hàng giờ, nhưng mà rồi mọi người lại cũng sẽ để ý mà xem, chỉ trong vòng có thể là vài ngày hoặc một vài tuần, một hai tuần thôi, nó có một cái news gì đó market đẩy lại sóng hồi lại có ít hai ba, rồi anh em từ lãi à quên anh em từ đang lỗ trở ngược về thành lãi, thì lúc ấy cái tâm lý nó lại cũng thay đổi một cách chóng mặt, và gần như cũng lại cũng chẳng mấy người nhớ đến những cái thời gian mà đang bị đi như lúc này. Thì cái việc này thì đã xảy ra, anh thấy kể cả ngay ở trong group của GFI thì từ tháng 7, tháng 8 năm ngoái, cái thời điểm mà phí gas trên ETH và thấp về mức kỷ lục á, thì anh em ở GFI thì cứ động viên nhau là thôi chán nản lắm rồi, gom đi, còn bao nhiêu thì gom nốt đi, bởi vì là bây giờ ở trên thị trường chẳng còn ai nhắc đến dự án này dự án kia nữa rồi, phí gas chẳng ai giao dịch các thứ, thì rồi các cái chỉ số về tham lam sợ hãi, nói chung là các mọi chỉ số chạm đáy hết rồi, thì tranh thủ còn còn gì thì gom nốt đi. Thì đấy, thì anh nhớ là lúc ấy market nó đi trong vòng 2 năm
sau một vài tháng là tầm tháng 7, tháng 8 năm ngoái là về đáy sâu nhất. Thế nhưng mà chỉ trong vòng đúng có một tháng về sau thì cũng là từ những cái dự án đấy rồi market có sóng hồi rồi thì cũng chẳng ai lại nhắc đến những cái thời điểm mà khó khăn trước đó cả. Thì cho nên thì cũng chốt lại cái view cuối của anh là như thế, thì tầm này mọi người có hàng thì cứ yên tâm giữ đi, đừng margin future là được nói chung, và tìm cách để trụ lại trong khoảng nửa năm tới thì anh nghĩ là mọi thứ rồi cũng sẽ ok hơn, cũng không có gì phải đáng lo cả. Dạ, em cảm ơn anh. Đấy thì anh Tuấn TV đã chia sẻ là cả nhà đó là thời điểm này không phải là thời điểm để bán, và thường á cả nhà nhớ là mình không có bán thấp được nhé. Thường là mình chỉ có mua thấp và bán cao thôi, còn hiện tại thì đang thấp thì với tâm lý của anh Tuấn thì có thể hướng dẫn cho tất cả nhà là cả nhà vẫn giữ hàng cho tới thời điểm hiện tại ha. Còn anh Lý Tuấn á, thì cũng đã chia sẻ cho cả nhà một số góc nhìn về vĩ mô, như là tình hình thị trường nè, hay là tâm lý nè, cũng như là sắp tới vào khoảng tháng 11 á là sẽ có bầu cử Mỹ, mà cả nhà nên nhớ là nếu mà Donald Trump tái đắc cử thì cái việc mà thị trường crypto được ủng hộ sẽ rất là cao. Đấy, rồi bên cạnh đó là tháng 11 CZ cũng ra tù nè. Đấy, đấy là góc nhìn về vĩ mô nha cả nhà. Rồi bây giờ Johnny sẽ đưa cho cả nhà một số góc nhìn về phân tích kỹ thuật một xíu. Thì ở cả nhà cũng đừng lo vì Johnny phân tích kỹ thuật theo dài hạn. Thì hiện tại á, Johnny có check qua một số trang altcoin thì đang có dấu hiệu gom hàng nha cả nhà. Tức là cả nhà hãy đặt tâm lý mình như là một con cá mập đi. Thì thường á là cả nhà sẽ bán cao đúng không? Và cả nhà muốn mua á, thông thường mà những con họ quỹ đầu tư hay là cá mập họ muốn mua á, họ phải mua ở giá thấp và họ phải gom trong một thời gian dài. Tức là cả nhà thấy là tháng 2, 3 tháng 10 vừa rồi á, nó rớt xuống giá thấp nhưng mà nó rớt xuống một xíu thì nó lại lên lại. Thì nó giống cái động thái của 1, 2 tuần về trước. Xong rồi cả nhà để ý là đầu tuần vừa rồi thị trường nó mới đỏ xuống một xíu, xong rồi nó lại xanh lên lại. Thì theo Johnny là trong sắp tới luôn thì thị trường nó cũng sẽ sideways đi ngang như thế này này cả nhà. Thì như vậy á, nó mới đủ để đủ thanh khoản cho cái mặt những cái con những cái quỹ đầu tư lớn á, họ gom hàng trong cái vùng giá thấp được. Thứ nhất là cái lúc đó là tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ họ chán nản. Thứ hai là vùng giá đó đủ đẹp để cho những cái nhà đầu tư lớn họ có đủ thời gian, họ có đủ vốn, đủ volume để họ gom trong một thời gian dài. Và Johnny để ý một số cái chạy altcoin là nó đang có dấu hiệu là gom, và một số con đã có bắt đầu dấu hiệu đẩy rồi. Cho nên là cả nhà nếu ai đang có hàng thì giữ, và nếu mà về những cái con nào mà rớt về lại cái vùng mua á, thì cả nhà cứ mua nhưng mà đương nhiên là sẽ chừa một ít USDT còn lại nhé. Rồi ngoài ra là định nói gì quên mất tiêu rồi. Ngoài ra thì sau khi mà Johnny dự kiến là khoảng tháng cuối năm đây nè, khoảng tháng 10, tháng 11 á, thì thị trường nó sẽ hứng khởi hơn một xíu. Đấy, thì trong thời gian này nếu mà cả nhà chưa có kiểu như là chưa có cá đeo được, chưa có cái dòng tiền ra ngoài, thì cả nhà có thể dành thời gian để mình viết bài, mình kiếm tiền bên Zbay, hay là mình chơi GameFi, hay là mình làm Aerobe. Tại vì cái thời điểm này làm Aerobe á, cái tính cạnh tranh nó rất là ít, cho nên là cái việc cả nhà chúng Aerobe nó cao hơn so với thời điểm trước đây lúc mà dép khai sinh nha cả nhà. Rồi ngoài cái việc mà thị trường ra thì không biết là anh Tuấn TV với anh Ly Tuấn thời gian gần đây có đang để ý tới một dự án nào đó không anh ha? Anh định nhường cho anh Lý Tuấn mà thôi này, sẵn đây để anh chia sẻ đâu mà. Về dự án thì thật ra rất là nhiều nha mọi người, rất là nhiều luôn. Cái phần quan trọng nhất ở đây là nó sẽ tùy thuộc vào cái khẩu vị đầu tư của mọi người á. Mình ví dụ ha, với những người dòng vốn họ lớn mà cái lĩnh vực nó tiềm năng, chắc chắn biết nó sẽ tiềm năng. Ví dụ như mình nói ví dụ về lĩnh vực AI đi. Tuy nhiên thì lướt nhanh về thị trường bên các dự án về top lĩnh vực về AI, thực ra thì bây giờ là cáp đã quá to rồi. Thì những người mà có vốn hóa họ lớn á, thì họ sẽ ưu tiên về cái dự án này, lý do nó có thanh khoản vậy thôi. Thanh khoản nó lớn tại vì mấy cái cáp nó to mà, thì tất nhiên thanh khoản nó sẽ đủ lớn. Còn với những người mà mình hay đưa vào trong một cái pot gọi là high risk high return á, tức là rủi ro cao kèm là lợi nhuận cao đó, thì mình sẽ lựa những cái con dự án AI còn khá là mới, cái vốn hóa nó còn thấp đó. Thì đó, thì đó là câu chuyện giữa cái chuyện mà chọn những dự án cáp to và chọn những dự án cáp nhỏ. Còn về cụ thể cái dự án thì ra rất là nhiều, cũng sẽ rất là khó để anh có thể chia sẻ được là dự án A, dự án B, dự án C.
Tuy nhiên thì mình cũng muốn nhấn mạnh cho mọi người, khi mà mọi người muốn đầu tư một dự án, dù là dự án đó có ra token hay chưa, hoặc là đã ra token rồi, thì một điều lưu ý là nên phân tích về cái phần cơ bản trước, xem coi là dự án nó có những cái điểm mạnh gì so với những cái dự án khác. Và ngoài ra thì chắc là cái phần sau thì anh sẽ chia sẻ ở câu hỏi sau đi, sẽ có một cái phần là về những cái tiêu chí mà để đánh giá một dự án thì mọi người sẽ nắm rõ hơn. Còn về cơ bản mà để lựa ra được một dự án á, thì nên phân loại ra những cái lĩnh vực, và trong những lĩnh vực đó có dự án nào đang đứng đầu, cái vốn hóa đủ lớn hay chưa. Đó, thì mình phân tích đi từ từ, thì đó là theo cái hướng về cơ bản. Còn câu hỏi Johnny thì hỏi thì nó sẽ rất là khó để anh có thể là trả lời được là dự án A, B, C là anh đang follow dự án nào hay là anh đang theo dõi dự án nào. Tại vì cái hướng đầu tư của anh á, một ngày có thể là anh research 3, 5, 7, 10 dự án chuyện bình thường. Tại vì mỗi ngày, hàng ngày luôn, hàng giờ luôn, thì dự án họ ra mắt rất là nhiều luôn. Nên là cái việc mà đi đọc những dự án như vậy đó, thì gọi là quan tâm thì nó cũng không hẳn là quan tâm. Ở đây thì anh đi research phân tích cơ bản là để anh xem coi là cái dự án họ có cái mô hình gì mới hay không, nó có khác gì so với cái dự án hiện tại hay không. Thì lúc đó thì mình mới đưa ra một chuyện bước tiếp theo là mình đưa vào whitelist. Tại vì những dự án mới thì nó chưa ra token, mình chưa có cơ hội đầu tư, thì phải cần có thời gian để đi research. Và hiện tại thì cũng đang rất ít dự án theo hướng đó. Và anh nghĩ là nên quan tâm về những dự án mà đã có giao dịch rồi và còn định giá thấp. Vị thế ok nè, rồi phân tích cơ bản ok nè, đó thì nên ưu tiên. Đó thì theo hướng chung chung thôi nhé mọi người, còn cụ thể là dự án ABC thì nó lại không có đúng về cái chủ đề ngày hôm nay cho lắm nhé. Vậy thì anh Lý Tuấn ơi, không biết là bữa giờ anh Tuấn có đang để ý một vài dự án nào không anh Tuấn ha? Anh sẽ chia sẻ về câu hỏi này. Thường thì anh không không hay khuyến khích mọi người, không hay khuyến khích hay là đề cập tới dự án nào, bởi vì nghe giống như kiểu là thế không may lại có bạn lại bảo là ông Lý Tuấn siêu mua con này con kia đu đỉnh lại đổ lại ông Lý Tuấn thì lại chết dở. Thì thế nhưng mà giai đoạn này á thì anh có một vài cái option này của riêng anh thôi. Thì trước đây thì anh không có mua BTC và ETH á, vì vì anh nghĩ là hai con này cắt to rồi thì cái tỷ suất lợi nhuận và cái ROI lợi nhuận nó thấp, nên là anh cũng cũng không có đưa vào danh mục đầu tư, kể cả là danh mục an toàn của anh cũng không có BTC và ETH. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì anh thấy ETH cũng khá khỏe và cũng luôn là dẫn đầu cái đám ancoin á, thì anh nhận ra là thì khi mà để bắt đầu cái mùa ancoin season á, thì ETH cũng như kiểu là một đầu tàu để lead trend, thì lúc nào nó cũng 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 chạy trước. Thì vừa rồi đợt sập vừa rồi thì anh cũng cơ cấu lại portfolio và anh đã gom ETH quanh quanh cái vùng giá 3 3 ngàn, thì anh nghĩ là vùng giá quanh 3 ngàn thì là hợp lý để mà có thể gom dần ETH cho mùa tới, cho cái mùa sắp tới. Thế còn ngoài ra thì mọi người muốn thêm các cái mã khác mà lại chưa biết mã gì á, thì theo mình thì anh em có thể hoàn toàn có thể tham khảo cái 5 cái mã mà quỹ đầu tư Grayscale vừa rồi đã đưa vào danh mục Decentralized AI của mình. 5 mã đấy là Near, Tao, RNDR đổi tên thành Render trên Binance, LPT và Filecoin. Thì cả 5 mã này đều hoàn toàn có thể mua được ở trên Binance, liên quan về AI đẹp pin, tức là về mảng lưu trữ dữ liệu. Thì mình cũng viết khá là nhiều bài viết về những con hàng nằm trong giỏ này của Grayscale rồi. Thì quỹ đầu tư đương nhiên là có đội ngũ research và đánh giá dự án, đương nhiên là uy tín, về độ uy tín thì khỏi phải bàn. Thì việc của anh em là phân bổ vốn và khẩu vị đầu tư thích dự án nào thì có thể lên thuyền dự án đấy thôi. Thì trong số đấy thì anh đã có Near và Filecoin ở trong trong cái danh mục đấy. Sắp tới anh nghĩ RNDR đổi tên thành Render cũng có thể là một sự lựa chọn, nếu mà ai chưa có hàng về về AI, về đẹp pin thì cũng có thể để ý, vì Render họ mới đổi tên từ RNDR khi mà chuyển từ Ethereum qua Solana. Và tình cờ thì nhân tiện nhắc đến dòng tiền thì hệ Son cũng đang khá khỏe, với con hàng đầu tàu là Son cũng như là dòng tiền cũng đổ bên Son nhiều. Thì trong danh mục của anh thì cũng có một con hàng về Oracle bên Son, thì đó là con Pip, thì anh cũng đang giữ cái con đấy ở trong 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 port, nhưng mà đi ít vốn thôi, còn nhiều phần thì anh thấy con đấy cũng cũng hồi khá là khỏe khi mà cũng có hưởng sóng cùng với hệ Son. Thì anh như anh em thấy ấy, thì đợt vừa rồi kể cả là
meme bay, các cái meme coin bay thì các cái meme coin bên Son cũng cũng thể hiện tốt hơn hẳn phần còn lại, cũng khá là nhiều, nên là hệ Son anh em cũng 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 chú ý nha. Thì ngoài ra thì còn trong giai đoạn này là giai đoạn mà ưu tiên giữ tiền, vì thế thì anh không không DCA các mã low cap hay là mua gom những cái con hàng low cap nữa, những con hàng ké quá thì nó dễ bị chia, khi lên thì cũng có thể nhanh nhưng mà khi mà market sập thì bị rút thanh khoản cũng lớn và chia cũng cũng nhanh. Vì thế là nếu giai đoạn này thì nếu anh em đang còn tiền mà lại muốn giải vốn thì muốn muốn và chưa có biết là phải mua con gì gom con gì thì cũng có thể tham khảo một số cái gợi ý mình vừa kể ra mà ở trên. Còn giai đoạn này thì mình nghĩ là hạn chế chơi meme ở trên deck cũng như là không chơi low cap thì rủi ro cao, thì mình ưu tiên giữ tiền ở những con mà con hàng mà đã có sẵn ở trên Binance này, anh em có thể lên đấy mua gom thì nó sẽ ok hơn. Thì đấy là quan điểm và góc nhìn của anh cũng như là một số mã mà vừa rồi thì anh có để ý như vậy. Rồi đi. Dạ, cảm ơn anh hai anh Tuấn luôn. Thì nhìn chung hai anh Tuấn đều đưa ra cho mình một cái một điểm chung, đó là cả nhà nên tập trung những con có thanh khoản cao cũng như là đào tàu. Đào tàu ở đây thì không hẳn là cũng có thể là đào tàu lĩnh vực nhé, theo theo anh Lý Tuấn và anh Tuấn TV là đào tàu lĩnh vực, hoặc là theo Lý Tuấn là số con mà được cái quỹ Grayscale quan tâm. Còn theo Johnny á, thì Johnny cũng cũng sẽ là theo hướng đó thôi. Tuy nhiên thì Johnny sẽ theo đầu tàu về hệ sinh thái. Tại vì cả nhà để ý là khi mà bắt đầu một cơn sóng mới á, thì thông thường dòng tiền nó sẽ đi vào, thứ nhất là con nó phải có thanh khoản cao, thứ hai con nó phải đầu tàu về một lĩnh vực hay là hệ sinh thái. Thì theo Johnny là cái hệ sinh thái như là layer 1 hoặc layer 2 sẽ là cái mà đón đầu dòng tiền đầu tiên. Sau đó cái dòng tiền nó mới bắt đầu đổ vào cái hệ sinh thái hoặc là đổ vào cái lĩnh vực như là lĩnh vực AI, Deepin hay là RWA. Vì vậy cho nên là thời điểm hiện tại nếu mà cả nhà xem xét, thứ nhất là một số con lô kép mà nó có cái giá thấp hơn so với cái giá mà khoảng tháng 8 cho tới tháng 10 2023, thì cả nhà phải lưu ý là xem lại con này có nên đầu tư nữa không. Tại vì nếu mà một dự án có cái giá thấp hơn như vậy á, thì chứng tỏ thứ nhất là cái vị thế của dự án nó không còn tốt như là được khoảng tháng 8 cho tới tháng 10 2023 nữa rồi. Cái thứ hai là dự án đó có thể là không chạy tốt hoặc là tokenomics nó không ổn định, market maker nó không đẩy đẩy giá các kiểu. Thì những con như thế này thì cả nhà có thể cân nhắc là mình nên đổi qua một con khác không. Rồi, cái thứ hai đó là về việc phân bổ. Thì đương nhiên là như những gì mà nãy giờ hai anh Tuấn cũng như Trần Lê nói là cả nhà sẽ tập trung phân bổ vào cái những cái con đầu tập đầu lĩnh vực hoặc là đầu hệ sinh thái. Và trước đây thì trước đây cái số market insight gần đây thì mình cũng có chia sẻ là những cái market maker nó đã dùng tiền vô meme coin đó cả nhà, thì lúc đó là nó đang muốn lấy dòng tiền của cả nhà để nó đổi sang ETH hoặc là đổi sang Bitcoin, thì nó chả khác cái gì việc là các bạn đem Bitcoin của các bạn, đem ETH của các bạn đổi lấy một cái đồng mà nó không có giá trị. Và những cái nhà cái mặt đó họ lại lấy ETH Bitcoin của các bạn để họ gom hàng. Cho nên thời điểm hiện tại thì theo Johnny là nên phân phối lại về cái danh mục đầu tư của cả nhà, xem xét con nào thấp hơn nhé, giá thấp hơn khoảng thời gian đầu sóng thì cân nhắc. Thì cho nên là nên cân nhắc là xem xét có nên ôm tiếp nữa hay không. Vì vừa rồi Johnny có check xem chè cũng một số con và gần như nó thấp hơn, thì đa số là những cái dự án đó nó không có cái vị thế tốt như trước đây nữa. Rồi hồi nãy thì chắc là anh Tuấn TV có đang chờ một câu hỏi như là tiêu chí đánh giá dự án của anh Tuấn là như thế nào đúng không anh? Thì thật ra là em cũng khá là thắc mắc, một developer, một IT thì có một cái tiêu chí đánh giá như thế nào anh ha? Ok. Với lại là nên chắc là anh sẽ clear rõ về thật ra là background của anh về dev, nhưng mà thật ra là anh không có code nhá. Hiện tại là anh đã ngừng về cái câu chuyện về code là cách đây cũng đã 60 năm rồi, từ thời điểm mà anh làm dev tầm 2 năm bắt đầu anh ngừng. Tuy nhiên thì về cái phần mà kiến thức cơ bản về cái phần code á, thực ra thì anh vẫn nắm, anh nắm để anh tận dụng vào những cái kiến thức đó vào trong những dự án. Ở đây là có thể là sẽ có một vài cái kỹ thuật để anh có thể kiểm tra được dự án họ đang làm cái gì và có những cái gì mà áp dụng được trong research được hay không.
Thì thường thường là anh sẽ dùng như vậy chứ anh không có đi code nha mọi người. Rồi, ok. Còn về cái phần tiêu chí đánh giá dự án thì thật ra thì cái này thì nếu như mà mọi người có theo dõi về các dự án tổng quan trên của Shibai Blockchain á, trên website á, thực ra thì mọi người cũng sẽ nắm gần như rất là rõ về cái việc mà tiêu chí đánh giá rồi. Và bản thân mình cũng đang áp dụng những tiêu chí này. Chẳng qua ở đây là nó sẽ dựa vào những cái sự trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm đầu tư và cũng như là quan sát về cái dự án và cái khả năng mình đối chiếu là những thông tin đó với dự án nó có đúng hay không. Đó thì cái đó nghĩa nó sẽ quan trọng nhất. Còn về cơ bản á, thì những cái tiêu chí liên quan thì nó sẽ liên quan về mô hình kinh doanh rồi đội ngũ dự án rồi định hướng của họ phát triển như thế nào cũng như là về cái market size đối thủ cạnh tranh của họ như thế nào rồi cái những cái kết quả họ đạt được rồi tài chính của họ họ raise như thế nào có quỹ đầu tư tham gia hay không và cái phần cuối cùng thì mình nghĩ cũng sẽ khá quan trọng là về phần tokenomics tức là về cái sự ổn định về cái nền kinh tế cho cái việc mà ra mắt token tại vì cái cơ hội đầu tư của mình với các dự án này ấy, thì đa phần là về đầu tư về token của dự án gần như là 95% 99% là các dự án họ đều ra mắt token để cho nhà đầu tư họ đầu tư ha. Rồi về những tiêu chí đó thì thật ra thì nó là những cái cơ bản và những cái bài viết trên website của Chiba Blockchain thì mọi người đọc thì mọi người cũng sẽ nắm rất là rõ thì có thể áp dụng những tiêu chí này để có thể hỗ trợ cho cái việc mình research và những thông tin khi mà mình đọc từ dự án ấy, thì nó là đang một chiều và cái kỹ năng tiếp theo là mình cần phải là đối chiếu lại xem coi là dự án nó nói về cái vấn đề đó ví dụ như dự án A nó nói là đã hợp tác với một một cái quỹ đầu tư B và có tiền vào thì mình có thể là mình đối chiếu ngược lại xem coi là cái quỹ đầu tư đó họ có nói gì về cái dự án đó hay không có đầu tư hay không và mọi người quan sát mọi người cũng có thể thấy là Binance Labs đi ví dụ họ đầu tư một dự án nào đó thì họ cũng sẽ đăng một cái tweet chính thức trên cái Twitter của họ là họ đã đầu tư vào dự án này và họ có một bài giới thiệu về dự án đó đó là một trong những cách để mình đối chiếu ngược lại xem coi dự án họ có đang thật sự làm hay không và những thông tin họ đưa ra có đúng hay không đó thì đó là cái phần đối chiếu ha và phần về phần thứ ba chắc chắn là phải follow về dự án xem coi là cái việc mà họ phát triển được với cái hướng của họ đưa ra hay không cũng như là cái khả năng thực thi của họ và cuối cùng thì ok tìm ra những cái cơ hội đầu tư trên dự án đó khi mà họ ra mắt token hoặc là họ có những cái chương trình mà để mình có thể là tham gia sớm hơn về cái việc mà có testnet có gamenet có chương trình rồi cơ hội đầu tư đó thì mình sẽ nắm bắt trong quá trình mình theo dõi đến khi mình cảm thấy là dần dần thì mình sẽ có được những kỹ năng mình reset đó về phân tích các bạn thì cơ bản đó là những cái tiêu chí mà anh hay dùng và và cái việc mà để đánh giá một dự án nó có lợi nhuận hay không thật ra thì không ai biết trước được chắc chắn luôn có những dự án thì mình tham gia sớm đi thì đương nhiên thì nó sẽ có nhiều rủi ro tại vì nó là dự án mới mà và nếu như mọi người an toàn thì có thể là nên ưu tiên những dự án về top những lĩnh vực hoặc là những dự án có thanh khoản lớn và đợi địa thị trường điều chỉnh mạnh thì mình có thể tham gia vào nó sẽ an toàn hơn còn với những cái dự án mới á thì với mình vẫn gọi nó là high risk high return tại vì bản chất thì lúc đầu họ phát triển thì cũng là như là một trang giấy trắng thôi và họ phát triển dựa trên cái góc nhìn của dự án họ đưa ra và cũng phải cần thời gian thì dự án họ mới làm được và họ thực hiện được cũng phải cần thời gian chứ không phải là họ nói như vậy là họ sẽ thực hiện trong 2 năm 3 năm đó là dự kiến thôi còn đến giai đoạn họ họ gặp rất nhiều về khó khăn về tài chính về phát sinh thì mình cũng sẽ lường trước được những rủi ro như vậy ha rồi, ok thì đó là những cái tiêu chí hoặc như là những góc nhìn của anh khi mà anh đi research về dự án. Dạ vâng, ok. Cả nhà ơi, chắc là cả nhà cho Johnny xin một hai câu hỏi dành cho anh Tuấn X TV đi nè. Tình hình là anh chắc là sẽ nhường cho anh Ly Tuấn nói trước ha. Nghe nói là Ly Tuấn sắp hết pin rồi cả nhà ơi. Nên là chúng ta tranh thủ đặt câu hỏi cho anh Tuấn X TV nha cả nhà ơi. Cái khung này mà anh Lê Tuấn mở cái chat lên chắc nhiều anh em hỏi lắm nè xe cái chat lên giá nào mua giá nào rồi ok đó lúc đó chắc là nhiều câu hỏi lắm Em với lại hồi nãy Johnny quên nói với cả nhà vừa đầu tuần vừa rồi á thì Johnny có check lại với lại team on-chain bên DeFi thì có một cái góc nhìn khá là hay đó là dòng tiền của các cái bạn holder Bitcoin mà ngắn hạn á thì bán ra khá là nhiều. Đấy, nhưng mà đổi ngược lại thì long term thì họ vẫn giữ nhé. Thì ở đây á là bên cạnh đó là cái dòng tiền mà vào USDT á, tức là stablecoin á, là cái dòng tiền để sử dụng USDT á, nó lại nhiều hơn. Thì như vậy theo Johnny là có thể là trong tuần vừa rồi thì cái mặt họ đang bán dùng Bitcoin ở giá cao
để họ dừng chuyển dịch dòng tiền sang altcoin, và cũng như một số nhà đầu tư họ dùng USDT đó cả nhà, tại vì Bitcoin giảm mà, họ dùng USDT để họ đầu tư vào gom altcoin. Thì nếu mà theo on-chain là như vậy thì theo Johnny là cũng đã có động thái mua altcoin trong tuần trước, cuối tuần trước cho tới đầu tuần này rồi. Cho nên đây cũng là một dấu hiệu on-chain tốt để cả nhà có thể có một cái góc nhìn hơn, rõ hơn về cái việc là thị trường hiện tại nó đang như thế nào. Rồi, rồi trước khi mà nhận thêm một câu hỏi từ một bạn ha, thì Johnny cũng chia sẻ cho những anh em nào mà mới tham gia luôn. Thì đúng với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là có nên đầu tư crypto full time không. Thì ngoài cái việc mà anh em tìm kiếm những công việc crypto full time qua những cái sự kiện, qua những qua LinkedIn hay là qua những cái group Facebook, thì sắp tới ZVibe cũng sẽ tạo điều kiện cho những anh em. Thứ nhất là anh em muốn làm part time, tức là anh em vẫn đang có một công việc full time ở bên ngoài truyền thống và anh em muốn cùng đồng hành cùng ZVibe, thì ZVibe vẫn có một số công việc liên quan tới hỗ trợ cộng đồng nè, hay là liên quan tới marketing nè. Và ngoài ra thì đối với những anh em nào không có quá nhiều thời gian, chỉ có lâu lâu rảnh được 1-2 tiếng để anh em viết bài hay là chia sẻ góc nhìn, thì anh em cũng có thể viết bài trên group community của ZVibe, đó là group đầu tư coin tốt trên Facebook, để có thể có cơ hội nhận được giải thưởng là bằng tiền nha cả nhà. Và ngoài ra thì cũng sẽ có những món quà đến từ ZVibe, không chỉ là dành cho những anh em nào viết bài phân tích hay đâu, mà những anh em nào có góc nhìn tạo ra những cái hình vui vẻ hài hước và thu hút, tạo cái niềm vui cho anh em trong cộng đồng ZVibe cũng như cộng đồng đầu tư coin tốt cũng sẽ có cơ hội được kiếm tiền nha anh em. Và bên cạnh đó thì ngoài cái đầu tư coin tốt thì ZVibe cũng sẽ có cái vị trí kiểu như là dành cho những anh em nào có ít thời gian nhưng mà muốn kiếm tiền bằng cách viết một cái bài viết chất lượng hợp tác cùng ZVibe luôn, thì anh em vẫn có cơ hội để tham gia trong tương lai anh em nha, anh em nhé. Rồi ok, nãy có một bạn muốn check ví cái mặt thì anh Ly Tuấn đã bày rồi, thì chắc là anh Ly Tuấn cũng hết pin rồi, cho nên là buổi hôm nay thì Johnny xin phép là dừng tại đây. Em cảm ơn anh Tuấn TV cũng như là anh Ly Tuấn, hai anh Tuấn đã tham gia rất là nhiệt tình trong buổi hôm nay, cũng như là chia sẻ một số góc nhìn về cái việc là có nên đầu tư crypto full time không. Và anh và hai anh cũng đã chia sẻ về góc nhìn về thị trường trong thời điểm hiện tại rồi. Vậy chắc hiện tại thì Johnny xin cảm ơn cả nhà đã tham gia và lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay. Chắc là nhờ anh Tuấn và anh Ly Tuấn gửi lời chào tới cả nhà để chúng ta kết thúc buổi Market Insight thứ 10 anh ha. Bye bye cả nhà. Ok, xin chào mọi người. Hy vọng thì qua cái số Market Insight này thì mọi người cũng nhận được nhiều thông tin giá trị và cũng tích lũy thêm được cho mình một cái góc nhìn gì đó trong cái hành trình đầu tư crypto này của mình.